Nữ Chính chuyển giới khóc nức nở khi tỏ tình người cũ trong sâu hẹn hò, quyết tâm lên sâu hẹn hò để thổ lộ tình cảm. Miễn Trần nhận lại cái kết đẹp khi người của Minh Hưng quyết định ra về cùng cô. Tập 16 tỏ tình hoàng mỹ lên sóng với nữ chính là Miễn Trần. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu sâu hẹn hò, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn với chiều cao 175 m Được biết Miễn Trần đang hoạt động trong vai trò người mẫu. Trước đó, cô từng gây chú ý khi thử sức tại một cuộc thi dành cho người chuyển giới năm 2023 đến với chương trình hẹn hò, Mỹm Trần nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đặc biệt là ca sĩ Lâm Khánh Chi. Giọng ca 7X cho biết cô xem nữ chính như em gái ruột nên quyết định góp mặt để động viên tinh thần. Gần 10 tháng nay tôi không tham gia chương trình truyền hình vì mới phẫu thuật giọng nói. Tuy nhiên, vì Mỹm Trần nên tôi quyết định đến đây. Nếu người ta không nắm tay Mỹm Trần thì tôi sẽ nắm tay đưa em gái mình đi về, nữ ca sĩ chia sẻ, Mỹm Trần tâm sự trong cuộc sống, cô là người lý trí. Nhưng một khi đã yêu thì sẽ hết mình và làm theo con tim. Đến với tỏ tình Hoàng Mỹ, người đẹp nhận được lời tỏ tình từ Loan nhưng đành từ chối. Miễn Trần nói cô ở đây để thổ lộ nỗi lòng với Minh Hưng và tìm câu trả lời cho mối quan hệ của cả hai thời gian qua, bất chấp những lời bàn tán sau khi chương trình lên sóng. Điều tôi sợ nhất chính là cứ ông sự thắc mắc và dây dứt về chuyện của hai đứa, cô thừa nhận, Minh Hưng chia sẻ khi thấy Miễn Trần xuất hiện trong chương trình, anh biết người mẫu chuyển giới đến đây vì mình. Trước đây, cả hai từng có thời gian ngắn tìm hiểu nhau xong sau đó. Anh chọn im lặng thời gian dài. Hot Boy sinh năm 1998 cho biết mặc dù còn thương nhưng khó để gia đình anh chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai vì vậy minh hưng đành nói lời từ chối tình cảm của miễn trần